Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Mưa tên lửa dội súng Ukraine, Nga siết cổng kỷ Marinka. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang ở các chiến trường chủ lực miền Đông và Nam Ukraine. Ngày 8 tháng 1, nhiều báo cáo về các vụ nổ lớn làm dung chuyển các thành phố của Ukraine. Nga chốt chặn vững chắc ở Krynki, kế hoạch vượt sông Dnipro của Ukraine ra sao? Có ý kiến cho rằng Ukraine có kế hoạch tổ chức một cuộc vượt sông Dnipro quy mô lớn ở một địa điểm khác và Kinky chỉ là một động thái nghi binh. Israel có còn kiên định mục tiêu tiêu diệt Hamas. Chiến dịch quân sự tại giải Gaza đang bước sang giai đoạn mới. Có những dấu hiệu cho thấy mục tiêu mà Israel theo đuổi cũng đã thay đổi. Báo cáo mật của Mỹ đội gáo nước lạnh và Israel. Báo cáo mật của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho thấy Israel sẽ khó thành công trong cuộc xung đột ở hai mặt trận chống lại Hamas ở Gaza và Hezbollah tại Liban. Sau đây là thông tin chi tiết. Mưa tên lửa dội xuống Ukraina, Nga siết gọng kỳ Marinka. Reuters đưa tin Ukraine đã phát cảnh báo pháo kích trên toàn quốc trong sáng ngày 8 tháng 1. Trên ứng dụng Telegram, không quân Ukraina cảnh báo thủ đô Kiev đang bị đe dọa bằng tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga cho hay giới chức quân sự ở Kriverit, Zabrychia, Kharkov, Yipopetrov và Khmelnytsky của Ukraine cũng cho biết các thành phố của họ đang hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa lớn. Tại khu vực Marinka trong tuần qua, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào Novo Mikhailovka có vị trí quan trọng từ ba phía. Ukraine đã kháng cự quyết liệt và không từ bỏ khu định cư. Đến cuối tuần, cường độ giao tranh tại khu vực này giảm bớt. Nhưng điều này rõ ràng là tạm thời. Nga đang nỗ lực tiến tới Grevka, một ngôi làng trọng điểm trên đường tới trung tâm quan trọng của Ukraine ở Kuprakov. Cách rìa tây của thành phố Marinka chừng 10 km, Ukraine đã xây dựng được các vị trí phòng thủ tương đối vững chắc nên Nga có thể gặp khó khăn. Kênh Groman cũng xác nhận Tại Marinka, lực lượng Nga cố gắng phát triển hướng tấn công dọc theo các ao hồ để buộc quân đội Ukraine phải rút ra khỏi thành trì phía tây thành phố. Nếu thành công, họ sẽ có điều kiện mở cánh cửa để tiến dọc theo con đường chính phía nam. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 7 tháng 1, các lực lượng Nga đã 6 lần nã tên lửa, 40 lần không kích và 21 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MRRS nhằm vào các vị trí tập kết quân và các khu vực đông dân cư của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga đã gây ra nhiều tổn thất cho dân thường, đồng thời khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Tổng cộng có 29 cuộc đụng độ đã diễn ra trên chiến trường suốt ngày qua. Tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn rất khó khăn, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở các chiến trường chủ lực, bao gồm Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Saktaske. Hơn 40 địa phương trong khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề từ các đòn oanh tạc bằng pháo và cối của quân Nga. Các lực lượng Ukraine cũng đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của Nga ở các thành phố này. Tại tỉnh Kharkiv, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Nga ở các khu định cư Sinkipka và Ivanivka, thành phố Kuvians, nơi đối phương đang cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật nhưng không thành công. Khoảng 10 khu định cư, bao gồm Sinkipka, Petropavlivka, Ivanivka và Tabayka liên tục bị nã pháo vào cối. Ngoài ra, các lực lượng Nga còn liên tục dội pháo vào nhiều địa điểm ở tỉnh Zabritschia, Kherson và Mykolaiv. Riêng tại Kherson, quân Nga tiếp tục nỗ lực đẩy lùi các đơn vị Ukraine khỏi các vị trí ở tả ngạn sông Dnipro sau không thành công và bị quân Ukraine gây ra tổn thất đáng kể. Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã bốn lần tấn công vào các cụm nhân lực của Nga. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiêu diệt tên lửa dẫn đường KH-59, trong khi lực lượng tên lửa Ukraine đánh trúng một sở chỉ huy, một kho đạn và một đơn vị pháo binh của đối phương. Theo Ukrinform, trong đêm ngày 7 tháng 1, lực lượng phòng không Ukraine còn tiêu diệt 21 trên 28 máy bay không người lái UAV chiến đấu Shahed-136-131 mà Nga triển khai tấn công Ukraine. Theo thông tin từ phía Nga, theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 7 tháng 1, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 14 quả rocket được phóng từ các hệ thống phản lực cơ động cao HIMARS và Uragan, 6 tên lửa chống hạm Neptune và gần 40 UAV của Ukraine. Tổng cộng có 14 quả rocket HIMARS và Uragan, cùng 6 tên lửa chống hạm Neptune đã bị đánh chặn. Ngoài ra, có tới 38 UAV Ukraine đã bị phá hủy gần các khu định cư Kolobioka của Kharkiv, Sponoye, Pesky, Kolobka của Donetsk, Belogorovka, Lysychansk, Kremenaya, Makeyevka của Lugansk, Kharkovo, Olyanskoye và Pologi của Zaporizhia. bộ này cho biết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 300 quân nhân, 26 phương tiện quân sự và một kho đạn trên hướng Donetsk trong ngày qua đơn vị chiến đấu miền Nam phối hợp với pháo binh, hàng không chiến thuật và lục quân Nga đã gây thiệt hại về nhân lực khí tài với các lữ đoàn xung kích số 3 và 10, các lữ đoàn cơ giới 22, 24, 28, 42, 67 và 93 cũng như các lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 112 của Ukraine ở nhiều khu định cư của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng theo bộ này. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng tấn công một pháo tự hành Sisa do Pháp sản xuất, một pháo tự hành M119 do Mỹ sản xuất và một kho đạn của lực lượng Ukraine. Quân Nga cũng hạ 35 binh sĩ Ukraine ở chiến trường Kherson và 40 binh sĩ tại Zabritsha trong ngày qua. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết lực lượng tên lửa pháo binh và UAV Nga đã tấn công một kho đạn của Ukraine ở Mykolaiv và 109 tổ pháo binh Ukraine ở 117 địa phương trên khắp chiến trường. Nhìn chung, kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân Nga đã phá hủy 567 tiêm kích, 265 máy bay trực thăng, 10.526 UAV, 447 hệ thống phòng không tên lửa, 14.506 xe tăng và các xe bọc thép khác. 1.201 bệ phóng MLRS, 7.656 khẩu phá xoay chiến và cối, cũng như 17.170 xe ô tô quân sự đặc biệt của Ukraine. Nga chốt trận vững chắc ở Green Key, kế hoạch vượt Dnipro của Ukraine ra sao? Vào ngày 14 tháng 1 tới, sẽ là đúng 3 tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch đổ bộ của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Kherson. Nó liên quan tới kế hoạch chiếm giữ một đầu cầu nhỏ ở tảng ngạn sông Dnipro là làng Green Key, và sau đó tiến hành một cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát. Ấn phẩm Chana của Ukraine cho biết, trong thời gian gần đây, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về chiến dịch vượt sông Dnipro, cả trên phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, viết về tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine ở đầu cầu này và đặt câu hỏi về tính khả thi của việc tiếp tục duy trì nó. Do đó, Chana đã phỏng vấn với một số sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine thuộc các đơn vị chấn giữ đầu cầu. Và dưới đây là những câu chuyện của họ Chính những chiến binh của lực lượng vũ trợ Ukraina đã nói với ấn phẩm Chana rằng trong hàng ngũ của các nhóm binh sĩ, thậm chí có cả sĩ quan Ukraina hoạt động tại vùng Kherson, một số lượng lớn người từ chối tham gia chốt giữ các vị trí, được gọi là đầu cầu ở làng Krinki. Theo họ, những người lính bình thường không hiểu tại sao chỉ huy lại ra lệnh ném họ vào đầu cầu này hết lần này tới lần khác. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn về New York Times, một sĩ quan cấp thấp trong quân đội Ukraine tuyên bố rằng việc chấn giữ đầu cầu ở Krinki là một nhiệm vụ cảm tử khi lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu những tổn thất vi lý. Những người lính Ukraine đầu tiên vượt sông Dnipro vào làng Kurinki vào giữa tháng 10 năm 2023. Hoạt động đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã làm chủ một vùng đầm lầy dài sát bờ trái của ngôi làng này, mà thực chất là những hòn đảo nằm ở vị trí thấp giữa sông Dnipro và sông Konka. Ban đầu, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Những người lính Ukraine đầu tiên thậm chí còn tiến xa hơn cả ngôi làng Kurinki, vào sâu trong khu rừng phía sau, áp sát lực lượng Nga thậm chí chỉ còn vài km nữa là tới đường cao tốc. Họ dự định sẽ cắt đứt tuyến đường này, nhưng có lệnh quay lại và xây dựng địa điểm cố thủ tại Kyrinki. Có lẽ các tướng lĩnh ở Kiev lo sợ lực lượng lúc đó còn mỏng, trang bị nhẹ, nên nếu tấn công sẽ không làm gì được, mà thậm chí còn khiến Nga tập trung thêm binh lực cho khu vực này. Tuy nhiên, hành động của quân Nga đã cản trở kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự Ukraine. Pháo binh và máy bay không người lái Nga bắt đầu tấn công Kyrinki một cách mạnh mẽ. Sau đó là cả bom từ các máy bay tiêm kích ném xuống những người lính Ukraine kể rằng về mặt tâm lý, điều đó rất khó khăn với họ ở Green Key. Nhiều người lính đã chiến đấu tại Bakhmut và các hướng khác, nhưng ở đó họ vẫn có chỗ để cố thủ và rút lui, nhưng ở Green Key không có nơi nào để rút bởi sông Konka đang ở phía sau họ. Thậm chí hiện nay không còn chỗ nào để ở náu tại làng Green Key, đơn giản là không còn ngôi nhà nào, thậm chí không còn cả nền móng. Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo Ukraine của Trana, các chiến binh Ukraine không hiểu tại sao họ phải tiếp tục giữ Green Key họ không hiểu sự cố chấp của bộ chỉ huy của mình, tiếp tục ném binh sĩ từ hữu ngạn sang ngôi làng này dưới làn đạn pháo của Nga. Theo binh sĩ Ukraine, có lẽ có một kế hoạch nào đó dành cho Krinki ở Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Một số phương tiện truyền thông viết rằng, Bộ Chỉ huy của Ukraine có kế hoạch tổ chức một cuộc vượt sông Dnipro quy mô lớn ở một nơi khác và Krinki chỉ là một động thái nghi binh. Nhưng sự thực đã 3 tháng nay, không có chiến dịch vượt sông lớn nào ở Dnipro và lực lượng ở Krinki đã phải trả cái giá quá cao cho một động thái nghi binh để giữ lại đầu cầu này. Họ không thể tập hợp được một lực lượng đủ lớn ở khu vực này để tổ chức một cuộc phản công lớn vào Kherson. Với hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga, vài trăm quân, thậm chí là vài ngàn quân cũng không có nghĩa lý gì. Quân Nga có nhiều máy bay không người lái và đạn pháo thông thường hơn với tỷ lệ gấp 5 tới 7 lần Ukraina. Binh sĩ Nga cũng đông hơn với tỷ lệ 3:1 và có thể tăng cao bất cứ lúc nào. Bởi Nga có thể tiếp tế bằng đường cao tốc, trong khi quân Ukraina chỉ có thể dùng xuồng chuyên chở vài chục người là tối đa. Các nhóm quân Ukraina vừa sang tả ngạn đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề. Số lượng người vượt sông có lần không đủ bù đắp con số đã tử thương nên sự tích tụ lực lượng lớn cho một cuộc phản công quy mô lớn là điều không thể thực hiện được trong 3 tháng qua. Trước đó, các đại diện của Bộ Chỉ huy Quân sự Nga và thậm chí Tổng thống Putin đã nhiều lần lên tiếng về hoàn cảnh khó khăn của binh sĩ Ukraine ở làng Krynki. Ông lưu ý rằng các chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine khi vượt sông tiến vào ngôi làng này sẽ thấy mình đang ở trong một túi lửa. Nhưng Bộ Chỉ huy Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục ném người vào khu định cư này với hy vọng giữ được một đầu cầu. Trước đó, ngay cả tờ The Washington Post cũng đã thừa nhận về tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine khi chấn giữ đầu cầu ở Green Key. Israel có còn kiên định mục tiêu tiêu diệt Hamas. Theo CNN, có vài dấu hiệu cho thấy Israel đã thay đổi mục tiêu của chiến dịch quân sự tại giải Gaza. Và 3 tháng trước, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra một cam kết chắc nịch với người dân Israel. Quân đội IDF sẽ ngay lập tức sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để xóa sổ khí tài của Hamas. Chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng, Giờ đây, chiến dịch quân sự tại giải Gaza đang bước sang giai đoạn mới. Có vài dấu hiệu cho thấy mục tiêu mà IDF theo đuổi cũng thay đổi. Nhà nghiên cứu Bilal Ishaab, Viện Chatham lưu ý rằng lịch sử chỉ ra các chiến dịch tìm cách xóa sổ phong trào chính trị, quân sự đã có cội dễ sâu xa thường không thành công. Giới lãnh đạo IDF hiểu rằng thành công nhất là họ chỉ có thể khiến Hamas suy giảm nghiêm trọng năng lực quân sự mà thôi. Tổn thất dân sự quá lớn trong thời gian qua khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ, gia đình các con tin tại Israel cũng bất mãn không kém sức ép cả trong lẫn ngoài nước đè nặng lên thủ tướng Netanyahu, thôi thúc ông cố đạt được một chiến thắng hữu hình. Đây là cuộc chạy đua với thời gian. Thành công chiến thuật sẽ phải trả bằng cái giá nào? Israel còn bao nhiêu thời gian để đạt thành công chiến thuật mà không hứng chịu sự phẫn nộ đáng kể hơn nữa từ cộng đồng quốc tế? Nhà nghiên cứu Sharp nêu ra loạt câu hỏi mà giới lãnh đạo Israel phải tìm câu trả lời. Giới phân tích nhận định việc tiêu diệt Hamas là mục tiêu khó lòng đạt được. Ảnh hưởng của nhóm đã vượt xa khỏi lãnh thổ giải Gaza nên việc đánh bại lực lượng này gần như là bất khả thi. Gần đây, Thủ tướng Netanyahu đã nhắc lại ba mục tiêu ban đầu của chiến dịch quân sự là loại bỏ Hamas, giải cứu con tin, đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa với Israel. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng có thể không nghĩ như vậy. Giám đốc cơ quan tình báo Israel IDF Jaharon Haliva trong một bài phát biểu ngày 4 tháng 1 không đề cập mục tiêu loại bỏ Hamas. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Jeff Galan cũng công bố kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự. Theo đó, IDF áp dụng cách tiếp cận mới, bao gồm đột kích phá hủy đường hầm, tấn công ở trên bộ lẫn trên không, cùng nhiều hoạt động đặc biệt khác tại miền Bắc Gaza. Còn tại miền Nam, họ tiếp tục truy tìm các nhân vật lãnh đạo Hamas, đồng thời nỗ lực giải cứu con tin. Theo cựu nghị sĩ Israel Johanan Plesner, giai đoạn này sẽ ít căng thẳng hơn nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhiều nhà phân tích đánh giá, nếu mục tiêu mới thực tế hơn là làm suy giảm nghiêm trọng năng lực quân sự của Hamas, thì IDF đang đi đúng hướng. Trong 3 tháng qua, họ tiêu diệt được hàng nghìn chiến binh gồm cả thành viên cấp cao, phá hủy một mạng lưới đường hầm phức tạp bên dưới Gaza. Chiến thắng không phải là bắt hoặc tiêu diệt tất cả thành viên Hamas mà là đảm bảo nhóm không còn kiểm soát hiệu quả giải Gaza nữa. Hamas được tổ chức như một đội quân gồm nhiều trung tâm chỉ huy, lữ đoàn cùng trung đoàn, cơ cấu chỉ huy đang bị phá bỏ nghiêm trọng, cựu nghị sĩ Presner cho biết. Phát biểu trước báo giới tại Tel Aviv hồi tuần trước, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố tính tới nay, IDF đã tiêu diệt 8.000 chiến binh ở Gaza. Israel xác định trước lúc xung đột nổ ra, Hamas có khoảng 30.000 chiến binh chia thành 5 lữ đoàn, 24 tiểu đoàn, 140 đại đội. Nhưng việc tiêu diệt các lãnh đạo Hamas thì IDF chưa hoàn thành nhiệm vụ hành tung người đứng đầu cánh vũ trang của Hamas, Mohamed Deif, cấp phó là Mawan Issa và thủ lĩnh Hamas ở giải Gaza, Yahya Sinwa vẫn còn là bí ẩn, công loại trừ khả năng họ đang ẩn nấp dưới mạng lưới đường hầm. Giải cứu con tin vẫn là mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự. Israel xác định đã có 25 con tin không may không qua khỏi, 107 người vẫn còn sống. Báo cáo mật của Mỹ dội gáo nước lạnh với Israel. Tờ Washington Post hôm 7 tháng 1 đưa tin lực lượng phòng vệ Israel IDF đã đọ sức ăn miếng trả miếng với các chiến binh Hezbollah kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Hamas vào tháng 10 năm 2023. Ban đầu là quy mô nhỏ, nhưng việc Hezbollah tấn công một căn cứ tình báo của Israel bằng tên lửa hôm 6 tháng 1 nhằm đáp trả việc Israel ám sát thủ lĩnh cấp cao của Hamas ở Beirut vài ngày trước đó đã khiến tình hình leo thang đáng kể. Cơ quan này nhận thấy IDF sẽ căng thẳng tốt độ khi chiến đấu trên hai mặt trận trong khi lực lượng không quân vốn đã phải làm việc quá sức sau các cuộc tấn công liên tục vào Gaza. Theo Washington Post, các phi công của IDF sẽ phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm hơn nhiều khi chống lại hệ thống phòng không mạnh mẽ của Hezbollah. Ngay khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết sẽ thực hiện sự thay đổi cơ bản đối với tình hình an ninh dọc biên giới Liban, thì các quan chức Mỹ cảnh báo về việc mở mặt trận thứ hai. Quy mô quân đội Israel tương đối nhỏ trong thời bình và phải dựa vào quân dự bị để tăng quân số trong thời kỳ xung đột. IDF đã huy động khoảng 360.000 quân sự bị khi cuộc xung đột với Hamas nổ ra. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Israel nói với Reuters hồi tuần trước rằng một lượng binh sĩ sẽ sớm được giải ngũ nhưng không tiết lộ con số cụ thể. Theo Washington Post, các quan chức Mỹ cảnh báo Hezbollah có thể phóng tên lửa vào các nhà máy hóa dầu và lò phản ứng hạt nhân của Israel. Một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Liban sẽ tồi tệ hơn cuộc chiến Israel-Liban năm 2006 vì Hezbollah sở hữu kho khí tài tầm xa lớn hơn đáng kể. Trong diễn biến liên quan, Quân đội Israel hôm 7 tháng 1 cho biết, Hezbollah đã tấn công một căn cứ kiểm soát không lưu ở miền Bắc Israel và cảnh báo về một cuộc xung đột khác với nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên hệ thống phòng không không bị ảnh hưởng vì đã có hệ thống dự phòng. Phía Israel nói rằng không có tổn thất nào về người và mọi thiết bị bị thiệt hại sẽ được sửa chữa. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố cuộc tấn công tên lửa nói trên là phản ứng ban đầu đối với vụ ám sát có chủ đích nhằm vào một thủ lĩnh hàng đầu của Hamas tại một thành trì của Hezbollah ở Beirut. Diễn biến căng thẳng nói trên khiến Mỹ lo ngại Iran, nước ủng hộ chính của Hezbollah, có thể bị kéo vào cuộc xung đột và sau cùng là Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Jordani hôm 7 tháng 1 trước chuyến thăm Israel, Bờ Tây, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Ai Cập. Tại đây ông Blinken nhấn mạnh nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột lan rộng. Tại giải Gaza, Israel phát tín hiệu đang chốt lại các chiến dịch tấn công miền Bắc và chuyển hướng truy lùng Hamas ở miền Nam. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.